nay mình khai trương là cũng hơi trễ, trễ là hơi trưa, mình cũng đang canh cái nước lớn, nước lớn chảy vô rồi mình mới cúng xe. Mình thì làm nghề xe thì cũng khá là mê, giống như là mình phải tin tưởng á, chứ mình dùng cái từ mê tín nghe thấy kỳ quá. Mình tin tưởng cũng cầu mong cái vận may nó cũng làm ăn có một năm cho may mắn suôn sẻ, mọi điều đều nó tốt đẹp đến với mình. Chắc tầm khoảng cỡ 8 giờ nước mới lớn rồi mình cúng xe xong rồi mình nước lớn mình lên xe rồi mình bò đến bờ anh cảnh á, cái mình làm cho đất của chú Mười. Hôm qua cũng qua sớm hết một hôm để chuẩn bị con gà với con vịt mình thủ sẵn hết rồi, canh tới giờ cái mình hâm nóng lại mình cúng thôi. Sẵn đây cái mình lên bờ mình xin chú Mười nhánh mai. Nay ngày cá xe mùng 10 Tết, mùng 9 Tết rồi, tặng cho nhánh mai. Dạ. Ăn xuống dưới cúng ăn tổ ha. Dạ. Rồi chúc năm nay làm ăn may mắn. Dạ. Gặp được nhiều thuận lợi nha. Dạ. Nào đẹp đâu. Không biết nữa, chú muốn nhánh nào cũng được chứ mọi người. Dạ. Cho thiệt đẹp, cho thiệt bự mới được. Dạ. Bự mới được. Bự không đẹp không? Được rồi chú mày, được rồi chú mày, được rồi chú mày. Dạ, dạ, dạ. Xin lớn mới được, đẹp mới được. Dạ. Kèm thêm giờ lì xì cho nó nè. Dạ. Rồi, giờ lì xì cho thêm, cộng thêm lì xì cho 5 đồng. Trời ơi. Dạ. Rồi, số đẹp đó. Dạ. Lửa số niêm rô cho đẹp lắm á. Dạ, thôi cảm ơn chú Mười nhiều chú Mười ơi. Rồi, chúc hai bà may mắn. Dạ, ha. Chiều chú Mười xuống phà chơi chúc nha chú Mười. Cúng đi rồi xuống tham gia. Dạ, dạ. Nay khai trương cho mừng cho nhanh lẹ nghe. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Thằng cái bông mình có trước thì có cái bông mai. Bông mai này, cái này là bông đồng tiền. Này là nhánh phát tài, tượng trưng cho nó đẹp thôi. Dưới phà thì mình cúng con vịt, còn là trên xe thì mình cúng con gà, mà xe thì mình cúng riêng cái con gà mái. Hôm qua mình cũng làm trước rồi, cái mình thấy nó có trứng nhỏ nhỏ nhỏ, nhưng mà năm nay thì trứng thấy yếu hơn năm rồi. Cái mâm trái cây thì trong đây có ổ nè, dừa đủ dư. Mình hạnh phúc như đó thôi chứ không cần nhiều. Còn cái này bánh bao dưa leo chuẩn bị mình dọn lên được rồi, nước lớn rồi. Bên đây cũng có giấy tiền vàng bạc, thiếu gạo muối rồi, chút mình xuống mình lấy. Còn cái này là bắp, cũng như theo cái hàng năm thôi. Mình thấy năm rồi mình làm như vậy nè, mình thấy năm rồi mình làm cũng nhiều, cũng cầu mong cho năm nay làm ăn cho nó như năm rồi thôi. Còn thiếu cái gì không nữa. Thank you.
thôi cũng sẵn đây cũng nhân dịp mình cũng khai trương đầu năm, cũng mến chúc anh em xe cuốc toàn miền Tây cũng như anh em ở ba miền của mình thì cũng có cái một năm làm ăn phát tài phát lộc. Nước cũng vừa lớn rồi, tranh thủ mình lên xe bò lên đất nữa.
người có đo hết rồi. Chú Mười ơi, nền của chú là bo đây là nhiêu mét chú Mười, bề ngang nhiêu mét? Ba hai chục. Bề ngang 20 mét ha, còn dài nhiêu chú? Bề dài 35 mét. Dạ, yeah. Cái cách của chú làm giờ chú làm sao? Cũng như cái bờ này nếu mà chú để không nó cũng khí quá đi. Dạ. Yeah. Thay vì giờ chú lấy cái bờ đem xuống đây. Dạ. Yeah. Xuống đây rồi nếu mà nó có thiếu nữa thì cũng nhận cái điều đó. Dạ. Yeah. Đắp vô cái nền cho nó đầy đủ đường quang cho nó cao ráo lên. Dạ. Yeah. Chứ cái bờ này nếu chú để ra nó cũng không có làm được cái gì. Dạ 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 dạ. Mình để cái bờ này mình lấy đất thì nó uổng. Dạ dạ. Uổng được. Dạ dạ dạ. Rồi. Từ cái mương nữa, cái mương nó nhiều nữa. Dạ. Lắm mà con. Dạ. Từ tới 4 cộng 10 đứng luôn đó. Dạ. Làm gì đi. Dạ rồi rồi rồi. Vậy con bò ở dưới con dời đất lên ha. Chú cầm cây sẵn là mình lấy cái lượng đất từ cái cây rau này hả chú ơi? Cũng được ha. Rồi. Nguyên con bò của chú Mười hết luôn. Bờ này bề ngang của nó dám còn cỡ 7 mét chứ mười. 6 à? 6 mét. Cái đường chỗ này ra là nửa chú mười đặt cái ru giống như kêu là cái xà ngôn mình đó, giống như cái đó đó. Bây giờ nó bự quá, bự quá cái mình dặn kè lại cho nó nhỏ lại tầm khoảng chừng mét. Bự quá đặt nó không chạy. Nước ngoài này có cái mục đáy nữa. Chú Mười vô lấy cái xô ém ngoài rồi để mình tát nước là hết, cái mình lấy đất cứng mình kè ra cho nó nhỏ lại. Ý của chú lúc nãy cũng có nói á, thì cái bờ này bề ngang nó tầm 6 mét. Rồi mình cuốn mình cắt khoảng ba mét bờ bên phải mình nè, chuyện trển. Chú Mười dễ lắm, mình làm cho chú Mười nào giờ ở đây lâu lắm rồi, chú không tin tưởng mới chờ đợi mình thời gian hết 3 tháng. Cái này là nào giờ mình làm không nè, xe nhiều lắm nhưng mà tại tình thương mà làm đâu quen đó. Chút tát nước này cá nhiều lắm rồi. Làm cái đường sân gôn này xong cái mình mới lấy xe mình múc nước chỗ này cái mình cho qua bên đây. Tấn đó là trầu cá. Ở phía trên đó mình cũng tấn ngang rồi. Để chú Mười xem làm sao. Chú thấy sao nhỏ nữa hay là về được? Dạ, có coi kỹ. Dạ, chú Mười đường cái mình làm theo ý kiến chú chịu. Làm chút mình hỏi chú cái. Ở bờ này sao nhỏ quá nữa, sợ mồi chú Mười. Vô nữa hả? Vô nhiêu nữa? Vô khoảng chừng trước đỡ lại 5 tấc, 7 tấc. Vô 7 tấc nữa hả? Vô khoảng chừng này là cha dữ vậy chú Mười. Không cao đâu. Dạ chú tấc, dạ chú tấc. Chết không? Dắt luôn là vậy nó còn mặt bờ tầm chừng nếu ngay chân chú là vậy mặt bờ còn chừng biết được 2 mét không nữa nghe. 2 mét dư không? Dư. Rồi rồi rồi. Dạ. Dạ bởi nãy giờ con nghiên cứu rồi. Tính kêu vợ lên kêu chú Mười ra đó. Lấy ví dụ đi chú tính rồi chứ con xuống thấp một chút cũng vẫn được phải không? Dạ. Sau này á là chú dễ chứ có đường bình lắm, sau này nó lạng nó chú đắp vô nữa. Dạ. Chú sơn á. Rồi 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 rồi. Dạ. Mà độ cao vậy được ha, có cần gạt xuống nữa không? Xuống nữa đi. Gạt thấp xuống nữa hả? Ờ, chú chuyển tắt xuống sao đó. Rồi 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 rồi. Rồi sau này á nó dễ dập 1 đôi năm nó lạng á. Dạ dạ. Rồi rồi rồi. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi. Rồi. Làm được hai bát rồi. Mình sợ. Sợ làm rồi đấy. Vậy được hả chú? Dạ. Dạ dạ. Sợ chú không giữ á, phải biết đánh chú mà. Làm nào giờ? Làm mà trật ý cái mai chú sửa lại cũng vậy à. Thank you.
xốp quá.